Thưa các vị khán giả và các bạn, hôm nay tôi lại tiếp tục kể một câu chuyện của tôi. Thì đồng chí Bính á, thì ở chung đại đội với tôi, cùng chung đại đội và cùng huấn luyện từ ở Thanh Hóa vô đến coi như là vô đến khuôn suốt một chặng đường, coi như đồng chí Bính là ở huấn luyện rồi là vô cùng chiến đấu là cùng đại đội tôi hết. Thì đồng chí Bính á, cuộc chiến của chúng tôi bên đó, đồng chí Bính á, tôi nói qua về đồng chí Bính, thì đồng chí Bính chiến đấu rất chi là dũng cảm. Bọn tôi phải nói là gan lì chưa từng thấy luôn. Đồng chí Bính rất chi là ngang ngược. Ngang ngược lắm. Mà bất cứ ai mà khi ông đã nóng tính lên á, ông đã hung lên á, thì ông không kể bất cứ một ai hết, kể cả người lớn tuổi, kể cả người chỉ huy của anh Bính. Nói xin lỗi các bạn là sưng bằng tao với mày hết. Thật. Nhưng mà ông chiến đấu rất dũng cảm. Khi ông chiến đấu thì tôi được chứng kiến mấy vụ ông đánh này. Tại vì rằng một mình ông ấy dám có xông lên cả một cái gọi là một hàng đại đội post luôn. Một mình ông chạy, một mình lên ông đánh. Ông không nhìn bất cứ ai, ông hùng lên ông ăn lên ông đánh. Ông lên là ông lên. Mà ông lùi thử ông lên. Mà tôi nhắc nhở ông rất nhiều. Tôi bảo một mình ông lên là coi như là một mình ông lên là thịt gọn ông. Là tôi phải nói là phải kính nể ông. Tại vì rằng trong chiến đấu là ông thật. Tôi nói là ở cái đơn vị tôi là có mình ông đấy. Nói chung là một ông đó là ông nó coi như là ông cực kỳ lì. Phải nói là tôi nói phải lên là lì vô địch luôn. Lì chưa từng có luôn. Mà ông đánh là ông đánh này. Một mình ông lên coi như là ông dám lùa bọn tốt là các đồng chí tưởng tượng như thế nào đó. Mà tôi kể được không phải tôi kể điêu toa không. Mà tôi nói sự thật về cái ông Bính đó. Mà tôi các cái clip trước thì tôi cũng kể qua với ông Bính. Nhưng mà cái ông Bính đó thì khi chúng tôi ở cùng với tôi trở về là ông Bính ông ấy chưa về. Mà sau này không biết là ông ấy về lúc nào tôi không biết. Nhưng ông đó là người Thiệu Yên, Thanh Hóa. Khi tôi về ông mới là trung trưởng. Trung đội trưởng, trung đội 2 của đại đội 3 tôi. Mà tôi làm bên trung đội 3. Tức là tôi cũng làm trung trưởng. Năm 82 sang đầu 83 là tôi lên trung trưởng. Thì tôi cũng nói sơ qua cho các bạn biết thế. Còn tôi nói đây thì ví dụ như đồng chí Bính hoặc các đồng chí mà cùng đơn vị hoặc cuộc tiểu đoàn đấy, thì có số điện thoại ở trên mặt màn hình nhá. Thì các đồng chí cứ thế điện về cho tôi hoặc cho chủ kênh. Thì tôi lại tiếp tục kể câu chuyện của tôi ở trên trong trục đường 56 nữa. Thì sau khi chúng tôi ở 20 nhà cùng đồng chí Điên hai gọi là hai thằng mặc chung một cái quần đùi. Mà tôi kể với cho các bạn đó là sự thật. Mà nhân chứng sống hiện bây giờ là anh Điên vẫn đang còn ở sống. Và đồng chí Điên ở gần anh Cảm. Đồng chí Cảm. Tôi vào đến đơn vị thì đơn vị chúng tôi lại rút ra từ chân đầu khỉ ra đến sư đoàn bộ. Tức là sư đoàn bộ nằm ngoài 7 nhà. Và tôi chốt từ đoạn đường đó. Từ đoạn đường chân đầu khỉ bên hướng đường 7 nhà. Tức là hướng đường sư bộ, sư đoàn tiền phương. Thì quá trình chúng tôi chốt ở đó là nhằm mục đích là bắt đầu sang mùa khô. Mùa khô thì cho dân công người ta vào, người ta phát hành lang đường. Hành lang đường và công binh người ta vào, người ta mở đường. Người ta bắc lại cầu để cho chuẩn bị cho xe chở về mùa khô, cho xe chở hàng hóa, cho đạn dược rồi lương thực, thực phẩm vào đơn vị chúng tôi. Thì khi chúng tôi chốt ở đó thì nói thật các bạn là chốt ở đó thì ra đó thì địch chân cũng thỉnh thoảng đánh thôi. Nhưng mà ở đó là cải thiện được đồ ăn. Đã có một cái con đó là cái con khi chúng tôi bắt được là con đó đây là con thèo, gọi là con thèo. Cái mõm như mõm chuột đó. Mà hắn đào cái cây giềng rừng. Cây giềng rừng thì chúng tôi ở ngay một cái bãi giềng rừng đó. Thì tối lại là tôi nghe rọi rồi sợ ra coi như là phát hiện được. Lần đầu mang súng ra bắn. Mang súng ra bắn thì coi như là mấy ông ở miền núi, mấy ông bảo là để tao làm bẫy gài bẫy. Là gài bẫy. Thì phải nói là cực kỳ nhiều. Phải đến hàng trăm con luôn, chứ không ít. Cứ mỗi lần mà coi như các ông gài bẫy cũng lần dính 3-4 con mà cứ mỗi con từ 2 đến 3 cân.
cải thiện ngon lành. Thì chúng tôi ở đó thì tôi kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện. Chúng tôi đi truy lùng, bắt sống được 50 nữ tốt. Thì cái sự kiện như thế này chúng tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Hôm đó chúng tôi được lệnh truy lùng, đi truy lùng là bằng cũng bằng 12 ngày. Thì đi sâu về phía hậu, phía sau của các trung đoàn chốt ở bên dưới. Tức là đi thẳng hàng, thẳng hàng để tìm những cái căn cứ hoặc là những cái đường mòn của địch, đi sâu vào nội địa, đi sâu vào lách. Thì hôm đó chúng tôi đi chừng khoảng đến 5 ngày. Thì đang đi trên cái một dãy núi cao. Thì anh em chúng tôi phát hiện được khói ở dưới một cái thung lũng. Mà dưới một cái thung lũng đó là khoảng 3-4 hectare đất bằng thẳng ở dưới cái thung lũng. Mà đi trên cái dãy núi cao, bọn tôi nhìn thấy, bọn tôi phát hiện được khói. Phát hiện được khói thì coi như là anh em tiểu đoàn tổ chức cho các đại đội làm 3 hướng, áp sát dần vào, bí mật áp sát, bò dần vào. Thì ở cái thung lũng nó có một cái suối. Hắn suối vắt qua cái thung lũng đó. Đấy, cái suối đó thì hắn cũng không sâu nước, lội ngang háng hoặc là đổ gối, cứ rọc rào quá xin trời. Thì khi chúng tôi vào áp sát cái suối ấy, thì thấy hai đôi gái nữ pốt mà chúng tôi có nhiệm vụ là phải bao vây cái khu cứ đó. Đó là thuộc một cái cứ. Nhưng mà khi vào chúng tôi vào gần sát ấy, thì gặp hai đôi gái đang đi mò cua bắt ốc. Mà coi quần áo xác tả tơi. Thì nói thật mà nói là hôm nay tôi cũng nói chuyện với ông Binh Lắp. Ông Binh Lắp là ban đầu là ông định bắn. Chính xác là ông định bắn B-40. Tại vì ông ấy là AK thôi. Nhưng mà cái ông Binh Lắp là ông máu bắn B-40 lắm. Chính xác là ông đứt máu. Và lúc nào cũng thằng lính của ông, tức là thằng lính của trung đội ông là phải lúc nào cũng phải đi kè kè ông. Đấy, mà ông không tin tưởng thằng bắn B-40 mấy. Mà khi điểm hóa là ông thường thường cái trung đội ông là cứ phát ông bắn đầu tiên thì các trung đội của đồng chí nó với sông lên ông Binh Lắm đó. Đấy. Thì đại đội phát hiện được, đại đội bắt đầu không cho bắn, đại đội không cho bắn mà tuyệt đối bí mật. Thì đối bí mật thì coi như là anh em tôi chúng tôi nghĩ bảo bây giờ mà hai con tốt hơn ở đó mà hắn đụng mình cái là làng lên thì làm sao được, hắn sẽ lộ mục tiêu ra. Và toàn bộ cốt ở trong là coi như là hắn sẽ bỏ chạy hết. Để hắn bỏ ở trong hắn sẽ bỏ chạy hết. Thì anh em bắt đầu tổ chức cho mấy thằng khỏe. Coi như là ra bắt sống, tại vì hắn không có vũ khí đi bắt ốc. Tôi ra bắt sống. Bọn tôi mò sát lại, bọn tôi chụp. Bọn tôi chụp thì coi như là, thì có hai, cứ hắn nhỏ con mà hắn nhìn hắn gầy khô, gầy, hắn yếu ớt lắm rồi, lúc yếu lắm rồi. Hắn đói chứ. Thì bọn tôi chụp là trước mắt tôi chụp thì coi như hai thằng lao là phía sau coi như chụp nó ngoái lại cái coi như bọn tôi bịt lấy mồm luôn, bắt sống gọn luôn, bắt sống luôn cả hai đơn gái luôn, bịt mồm luôn. Mình dọa là coi như là không được nói im, tức là không được đánh đụng, phải ý là không được đánh đụng. Thì hai con tốt đó thì nói thật mà nói là mình mà mình giữ lại á thì lại phải phát người trông coi cũng dở đó. Thì thôi thì bắt đầu là lại tiếp tục lại trói lại, bịt mồm lại, trói cái cây để đó. Trói cái cây để đó là tiếp tục lại anh em bắt đầu là áp sát tiếp. Trói là để cho nằm một chỗ bên cạnh bờ khe hạ bờ suối, cái cây bờ suối để đó. Thì nhớ lên tí gỡ ra. Thì chúng tôi với bò vào thì từng trung đội một chúng tôi bò vào thì mỗi quyết định về giờ là vây, về giờ đánh cho mà được cái cứ đó. Mà càng xuống thì thấy cái cứ nó thấy càng rộng. Mà thấy càng nhiều nhà, mà khói thấy chỗ nào cũng thấy khói cơ, 3-4 điểm khói luôn, tức là xác định là đông, xác định thì đông thì coi như là chúng tôi bắt đầu vượt suối bắt đầu ép dần vào, mà khi chúng tôi ép dần vào thì càng ép bắt đầu vô cái mép gọi là hắn phát rẫy phát nương, ở trong đó cũng trồng bầu, trồng bí, trồng ngô trong đó, thì như bán để cỏ rộng. Để coi rộng thì coi như là đại đội chúng tôi là coi như là mà đứng từ xa nhìn vào là mấy hectare thôi. Mà nhà thì là nằm dọc bờ suối lại xa. Là chúng tôi coi như là mà không thấy
chỉ nghe tiếng con gái la thôi, hắn nói chuyện thôi. Bắt đầu chúng tôi bắt đầu lại bò tiếp vô cái đám bậm, cứ bắt đầu tổ chức coi như bò dần áp sát mấy cái nhà coi tình hình thế nào, đánh bất ngờ vào mấy cái nhà đó. Đấy. Thì tôi bò vào, anh em chúng tôi coi như là từng trung đội một bò vào, cứ mỗi trung đội chia nhau là mỗi nhà. Ừ, mỗi nhà mà phải đến mười mấy cái nhà luôn, mà mỗi nhà hắn phải dài tầm khoảng đến 30-40 mét. Nhà hắn làm, hắn đóng xong nó làm cái sàn ngang cái nách người này, hắn làm cho nó. Thì chúng tôi vào thì coi như là tiếp cận được mục tiêu, thì bắt đầu là chúng tôi dùng hỏa lực mà tôi bắn B-10 bắn M-79 B-10 mà tôi bắn thẳng vào mấy cái nhà đó. Bắn thẳng cái nhà đó thì ở trong nhà lại không có bẫy, mà đại số tán ra rừng đi kiếm ăn cả rồi, là suối ra khe rồi ra rừng đi đào củ mài rồi các cái loại củ cây trên rừng đó. Chúng tôi xông lên coi như là chỉ có thấy toàn con gái không, toàn cái lứa coi như là 18 đến 22 tuổi, toàn con gái hết, toàn con gái hết. Thì một tôi mới dừng bắn, không bắn nữa, không đánh nữa, tức là không mấy nữa. Thì bắt sống tại chỗ là được 50 người, còn cái số mà đi trên rừng là bỏ chạy hết. Thì bắt đầu là chúng tôi tra hỏi thì địch hắn bảo là đó là một tiểu đoàn thông tin đang huấn luyện dở, mình đánh sang cho nên chưa bổ sung vào các cái sư đoàn chủ lực của hắn được, tức là tiểu đoàn thông tin đang huấn luyện. Cho nên là hắn cũng có súng, nhưng mà súng bỏ thành kho luôn, máy các loại máy là toàn bộ cái máy thông tin là coi là để một cái nhà vô một nhà luôn, rồi cái nhà còn xếp đó cũng khá nhiều đó. Có khi phải đến hàng trăm cái máy luôn, đủ các loại máy. Thì chúng tôi bắt đầu cái sụt xuống bếp, sụt xuống cái nhà cái khu vực khói ấy. Thì coi như tôi sụt xuống các cái đi lùng sụt thì coi như tôi phát hiện một cái nồi. Cái nồi đó thì hắn như một cái nồi quân dụng. Đấy. Thì tôi phát hiện trên nồi bắt đầu là chúng tôi thấy đang nồi sôi sục. Nhưng mà mới nhìn vô là hơi đỏ đỏ. Nên là đỏ nó là bí đỏ. À bí, cái bí đỏ là dân Thanh Hóa đó là cái bồ ngô, là cái bí đỏ. Thì chúng tôi coi như là tôi lấy cái cây, tôi thọc cái nồi đó, tôi ngoái thử lên. Tôi ngoái thử lên thì tôi bảo úi trời ơi, sao mà nó bắn được lắm khỉ thế. nó đang ninh thì còn tôi mới tra hỏi bắt sống mới có tốt. Tra hỏi thì hắn cũng nói thật, hắn bảo không phải xương khỉ, đó là xương người, thịt người. Lúc đó chúng tôi là coi như là cũng ngỡ người đó, thấy kinh kến rồi, như vậy còn tôi mới nghĩ trong bụng sao là chúng nó sao lại cứ toàn ăn thịt đồng loại làm sao. Thì nó mới kể thế này này, ở trong đường này, ở cái căn cứ đó hắn đến đó hơn một năm rồi, hơn một năm mà xung quanh rộng quá mà thông tin không có ai coi như là cấu, coi như là kết nối hắn cả, coi như là không, chỉ có hắn vào trong đó là hắn tịt luôn ở trong đường luôn, không biết đường ra, thất lạc, hắn thất lạc luôn, coi như là lạc vào trong đó đói quá đi, mà không có tiếp tế được, không bất cứ không có một cái gì hết, mà hơn một năm dòng luôn. Mà vào cho nó hơn một tiểu đoàn tầm, nhưng mà chết một nửa thì cái người mà chết hẳn á thì họ không ăn, nhưng cái người ngấp ngoài á, coi như đang ngấp ngoài á, thì bắt đầu vừa chết là người ta trực bắt đầu người ta lấy thịt làm thịt ăn. Đấy, làm thịt ăn, nó thẳng là làm thịt ăn để cho họ sống và họ tồn tại. Đấy, cái người khỏe là làm thịt cái người ngấp ngoài. Thì tôi có thấy trong mình ra tôi thấy ngấy ngấy. Thì họ nói thì lần đầu là nói chính xác là lần đầu là mình cũng thấy nghĩ, tôi nghĩ trong bụng và các đồng đội tôi nghĩ trong bụng bảo là không biết làm tại sao cứ ăn thịt đồng loại như thế. Thì họ khai như thế, khai, đói quá, tại vì đói quá không còn cái gì ăn, cạn kiệt hết rồi, thậm chí con ốc dưới khe này cái suối để về mà nấu ăn rồi. Còn cũng có đồng bầu, đồng bí, đồng ngô, nhưng mà nói chung là chỉ thấy cầu, thấy thân cây không chứ không có lá, tại vì thấy cái dấu vết của cái cây, cái dây bầu nó giả rồi, vặt lá ăn hết, hắn vặt lá ăn hết. Thì chúng tôi coi như là
lùng sục thì toàn bộ cái khu đó là tầm khoảng đến 15-16 cái nhà. Mà địch chứng khai là coi như là còn lại 200 người nữa. Nhưng mà tôi bắt sống tại chỗ là 50 người. 50 người. Thì 50 người thì tôi gom lại coi như là, nói thật là cái đó là cũng là chúng tôi là cũng một lần vấn đề. Tại vì đi tới ngày thứ 5 này mà. Ở lại ngày thứ 5 thì tiểu đoàn bàn là ở lại một ngày. Nấu cháo cho họ ăn. Nấu cháo cho họ ăn, người nào yếu quá tiêm thuốc trợ lực cho họ. Tiêm thuốc trợ lực cho họ. Thì khi mình nấu cháo với tiêm thuốc trợ lực á, thì bắt đầu khi đó là họ lại thấy, cảm thấy họ là tự tin, họ tin mình. Tức là thấy tự do. Ngày đầu thì họ thấy tội lắm. Họ rụt rè rồi quỳ, họ lạy rồi đủ thứ trên đời. Nhưng mà khi bọn tôi nấu cháo cho ăn rồi, rồi tiêm thuốc trợ lực những người yếu rồi, thì tự nhiên thấy hắn thấy hắn hòa đồng với mình. Thấy hắn rất vô tư. Thì chúng tôi coi như là còn lại hai cái người bọn tôi thoái đó, tí nữa chúng tôi quên. Tí nữa quên. Thì thằng Dũng người ở Tiền Giang á, hắn bảo là đang còn hai người ăn trói ở ngoài bờ suối kìa. Trói ngoài bờ suối á. Mang vô cho ăn. Thế lâu mà tôi ra như là vẫn ngồi im nữa, nhưng trói nó ngồi im nữa, đem về coi như cho ăn xong rồi. Ngày hôm sau chúng tôi bắt đầu rút về. Ngày hôm sau chúng tôi rút về thì bằng cách là đưa họ về, để đưa họ về chỗ cái trục đường 56 đó, để cho họ ra ngoài về quê người ta ở. Thì lính nó không phải là lính chiến, nó thật với các bạn là không phải lính chiến. Cho nên chúng tôi cũng vô tư, không phải giữ gì cả, không phải xích, cũng không phải trói cả. Tại vì người ta là phụ nữ, mà là lính thông tin nữa. Cho nên là người ta đồng loạt, người ta chấp hành theo cái ý của mình hết. Cho nên mình cũng vô tư. Nhưng mà khi chúng tôi trở về đó, thì họ yếu quá. Cái chính xác là họ yếu quá. Yếu quá thì có 3 trường hợp đi không nổi. Tức là người ta phù hết. Người ta đi chân cẳng, thấy đi được có khoảng chưa đầy 200 mét mà cứ thấy ngồi sụp xuống. Cứ thấy ngồi xuống thôi. Tức là tiểu đoàn ra lệnh là khiêng. Khiêng thì nói thật với các bạn là trên người lính, đời lính chúng tôi đi đó, là nào súng đạn này, nên là gạo này, rồi lương thực thực phẩm đó, là khi đó là 6 ngày rồi, nhưng mà về thì đã là khiêng rồi thì hai người thì phải mất hai người nữa vác đồ lại cho anh em. Thì tôi mới bàn, tôi bảo thôi hắn nhẹ mà, cứ 35 với 30 cân với 28 cân thì cõng mẹ cho nhanh, mà đi nó nhanh hơn. Đi nó nhanh hơn. Thế mà coi như là đại đội với tiểu đoàn này cũng chấp thuận. Thì là bằng cách là coi như ba lô thì bọn tôi để trước, tôi cõng đi sau, thay nhau cõng. Mấy thằng khỏe hắn cõng, nó vừa cười vừa nói là khoái hắn cõng đàn bà. Khoái cõng đàn bà. Nhưng mấy thằng mà yếu, mấy thằng yếu là hắn gắt như bóng tùm. Gắt bóng tùm. Hắn vừa đi vừa chửi. Nhưng mà chúng tôi như có nhiều anh thì lại khoái. Khoái cõng. Nhưng mà cõng chừng khoảng được đến 3-4 cây số là cứ thay nhau cõng về. Thì có 3 người thôi, còn họ cứ đưa họ đi theo. Nhưng phải đi chậm để cho người ta đi theo. Yếu quá. Họ yếu quá. Mà những người nào mà cảm thấy mà yếu quá thì lại tiếp tục tiêm trợ lực cho họ. Tất cả máy thông tin đó, súng ống là rỉ rét hư hết. Không còn viên đạn nào hết. Mà máy cũng hắn thì cũng sắt vụn rồi. Xếp vào đó rồi. Coi như là không còn cái gì mới mẻ cả. Coi như là mạng của nó ăn xếp xó rồi, mà nhất là súng hắn rỉ hết rồi. Hắn rỉ vàng con tôm ấy. Mà thì bọn tôi thì cũng phải xếp lại rồi hủy rồi châm lửa đốt thôi chứ cũng chả biết làm sao cả. Tại vì mang về hắn vô tác dụng. Cái đồ của mình đang vứt đi chứ mà huống gì mang cái thứ đó về làm cái chi. Nói thật là mà nói mang về làm cái chi. Thì cũng nhiều đó, súng, còn tôi châm lửa này, còn tôi xếp đống này, còn tôi châm lửa mà tôi đốt. Đốt hết cả máy thông tin mà đánh đống luôn mà tôi đốt. Mà cũng vất vả đó.
vừa cổng rồi đưa số nữ post về thì coi như là cũng vất vả, trên đường đi cũng vất vả, cái chính xác là vất vả lắm, vất vả lắm. Mà về đến đơn vị là 5 ngày, 5 ngày thì coi như là mấy ông thì khỏe khỏe mà tú lâm tí thì còn cười cười nói rồi được cổng đàn bà thế nào khác, nhưng mấy thằng cha yếu hắn gắt hắn chửi, nói chung cũng như là thôi, hắn nặng thì phải khiêng thật. Tôi nói đứa mù nhiều lắm, 35 cân, có đứa có 27 hay 28 cân, còn khung cái xương không, còn sung cái xương không, coi như hắn cái mặt hắn phù rồi, còn người hắn cái chân cái phụ nữ mà hắn sốt hết rồi, coi như là nói chung cái ông đồng có khi cũng to con chân cái mình tí, nhìn hắn như cái dây hắn cỡ đó, tại vì hắn ở đó hơn 1 năm trời mà. Sau đó thì chúng tôi về đến tiểu đoàn đó, tiểu đoàn để lại 1 ngày, để lại 1 ngày thì đã bắt đầu mùa khô rồi, để phục dưỡng cho họ. Nói chính xác là người mũi yếu quá là người ta tiêm thuốc, người ta ăn, nói chung ăn uống đầy đủ, ăn ngon hơn cả lính mình, ăn ngon cả lính mình, có sữa, có thịt gà hộp, để có thịt hộp, đấy là ăn ngon hơn lính mình. Thì đưa bắt đầu là cũng hỏi cung, để về cho tiểu đoàn hỏi cung, lên trung đoàn người ta hỏi cung, người ta phỏng vấn, người ta hỏi cung những cái anh mà khỏe mà nhanh thì bắt đầu đưa đưa bọn đưa đưa phiên dịch người ta đến, người ta cùng nhau để hỏi cung. Họ mới cho một cái xe, tức là xe đó tôi còn nhớ là cái xe đó là xe của công binh đang làm đường, mà xe tải thôi, xe tải đưa cả 50 người lên cái xe luôn. Vì một cái xe nữa đi đường sau áp tải, còn ngồi trên xe là có 3 thằng lính nữa thôi, còn một xe sau nó là một trung đội công binh, người ta đi, người ta áp tải, người ta đưa ra, người ta đưa ra. Thì tôi nói thật với các bạn là những người nữ tốt đó là họ cũng là lính thôi, nó chính xác họ là lính, nhưng mà toàn phụ nữ không, cho nên mà khi người ta đã yếu rồi thì chúng tôi phải đối xử họ coi như là mang cái tính chất là thực tế một tí, tức là gọi là phải cứu họ, nói chính xác là phải cứu họ. Mà tôi cũng nghĩ rằng còn không có quân đội nào như quân đội Việt Nam mình hết. Chúng tôi nói thật mà nói là chiến đấu vì dân, chiến đấu vì Tổ quốc. Nhưng mà những người đó thì chắc chắn là cũng khi người ta đi chiến đấu thì người ta cũng nói là đi chiến đấu vì nhân dân, vì Tổ quốc. Nhưng mà theo tôi nghĩ cái lính Pol Pot đó, thì hắn là có loại lính hắn phi lý lắm, hắn phi lý lắm. Một đất nước mà coi như là chiến đấu vì dân, dụ dỗ dân đi chiến đấu mà lại giết dân, giết anh em họ hàng hàng trong vòng có 3-4 năm trời thôi, 3 triệu dân mà chính tay họ giết, thì tôi cảm thấy tội nghiệp cho những người đó, tội nghiệp cho những người dân. Mà những người con gái đó nói thật mà nói là có những người mới có 17-18 tuổi rồi, 16-17 tuổi rồi, 16-17 tuổi rồi, cho nên là rất chi là tội nghiệp họ. Nhưng mà đụng những cái trường hợp đó là chúng tôi phải cứu dân, phải bảo vệ dân, tại vì chúng tôi cũng là người con của dân, cho nên là chúng tôi phải bảo vệ họ, phải cứu họ, phải cứu họ, tại vì họ là những người vô tội. Họ là những người vô tội. Tôi năm 81, mùa khô 81, thì lúc đó chúng tôi đang chốt ở Đèo Khỉ, còn đại 1, đại 2 nằm bên trên, tức là trên đỉnh ấy. Thì hôm đó là chúng tôi nhận nhiệm vụ là đi trinh sát, đi theo đặc công để mà trinh sát. Thì cái nhiệm vụ của chúng tôi là nhằm mục đích là bảo vệ, và bảo vệ cho đặc công, và hơn nữa là cùng với đặc công là đi trinh sát cứ. Ở cấp trên người ta chỉ phổ biến thế thôi, còn chúng tôi là người lính thì chúng tôi chỉ việc chấp hành, mà do đặc công người ta chỉ đạo là chủ yếu. Người bộ binh chúng tôi hôm đó là coi như là đại đội tiểu đoàn chúng tôi là có 6 anh 6 7 anh đó, với 12 anh đặc công đó, vì 16 hay là cũng 6 anh trinh sát đó, trinh sát trung đoàn đi
Thì cái đội hình là coi như là khoảng hơn 20 người, 24, 25 người gì đó. Nhằm mục đích chúng tôi đi vô cái khu vực là coi như là chúng tôi bắt đầu là luồn theo hướng cái dãy núi giữa Bô Sát với Cô Công. Nhưng mà đi sang hướng đường trung đoàn 14 đó, để luồn sâu vào biên giới Thái để trinh sát một cái cứ lõm. Thế thì ở trên đặc công á, thì người ta cũng được chỉ thị thì người ta hướng dẫn cho rõ ràng. Còn chúng tôi đi thì người ta cũng phổ biến, nhưng mà phổ biến sơ sơ thôi. Cho nên chúng tôi cũng không hiểu sâu về mấy, mà chủ yếu là mấy đặc công. Thì hôm đó chúng tôi nhận nhiệm vụ đi á, là bằng 12 ngày. Lúc đó tôi còn nhớ là đi đến ngày thứ 5, ngày thứ 5. Đến ngày thứ 5 á, thì bắt đầu là khi chúng tôi luồn rừng ở đó rất rộng, mà coi như là lội suối rồi trèo đèo rồi là cứ chui rút, mà do chủ yếu là anh em đặc công chỉ huy chúng tôi là chủ yếu. Tức là chúng tôi đặc công, ví dụ như anh em đi, mấy anh em đặc công đi đầu á, đọc thì coi chúng tôi thay. Tại vì người lính bộ binh chúng tôi là nói chung cái cấp như tôi là cũng biết qua về la bàn, nhưng bản đồ là anh em đặc công giữ. Thì chúng tôi đi á, là coi như là đặc công là ví dụ đến cái điểm nào, điểm A, điểm B hoặc là điểm cao điểm nào đó là coi như là người ta phải bắt đi cho bằng đến cái điểm đó để biết được nghỉ. Thì trong 5 ngày đó, 5 ngày thì đến khoảng tầm khoảng cả đến lúc đó thì khoảng 4 giờ chiều, khoảng tầm 4 giờ chiều. Thì anh em mấy ông đặc công thông báo là chuẩn bị đến căn cứ lõm. Thì cái khu vực căn cứ lõm á, là bên ngoài cái khu vực đó là tôi còn nhớ là rừng rất rộng, nhất là tre gai, cây tre gai nhiều lắm, dày đặc luôn. Thì lúc đó là các đồng chí đặc công và chúng tôi coi như là tổ chức coi như là nghỉ ngơi để đưa bản đồ ra để bắt đầu là xác định tọa độ và vào để vào trinh sát, để bố trí để vào cái cứ đó, để bò từng mũi một để vào trinh sát. Thì vừa đặt ba lô xuống coi như là để tập kích luôn, để chiến đánh luôn. Bắt đầu đi tập kích thì lúc đó là tôi đang đi đầu, thì tôi đang đeo cái la bàn trong cổ, thì súng thì bắt đầu vừa dựng ra coi như là ở bên cạnh tôi thì tôi chộp lấy khẩu súng, còn ba lô là coi như là tôi vứt hết. Tôi có súng thì tôi lao ra khỏi cái khu vực tập kích, gần như vây tròn bọn tôi luôn. Cái lúc đó là để chất đánh vào thì hắn dùng hỏa lực, tức là B-11 và M-19 bắn vào và bắn xối xả luôn, tại vì hắn cũng áp sát bọn tôi, đi theo tôi, chúng tôi lúc nào không biết, theo chân chúng tôi rồi, tức là địch là theo chân rồi. Mà khả năng nó theo lâu rồi. Bọn bộ phận trinh sát hoặc là bọn lính tham báo của hắn phát hiện được, coi như đến về hắn điện ra thông báo là coi như là khi chúng tôi vừa hạ ba lô xuống là coi như hắn chơi luôn, hắn dùng hỏa lực hắn bắn xối xả luôn cái đội hình bọn tôi. Mà khi chúng tôi hạ ba lô xuống là chúng tôi túng tụng với nhau, cho nên là mạnh anh nào anh lao ra mỗi anh lao ra mỗi hướng. Thì khi tôi lao ra thì khỏi đội hình thì tôi chạy chừng khoảng đến 500-600 mét tôi máy lại, không thấy anh đồng chí nào chạy theo tôi cả. Mà chắc chắn là mỗi ăn mỗi hướng. Mà tôi chỉ có ôm một mỗi khẩu súng thôi. Thế cũng may là trong cổ tôi còn cái la bàn. Thì khi đó là chúng tôi bắt đầu tôi mới phóng ra được khoảng hơn một cây số nữa. Tôi nằm yên đi. Thì không nghe tiếng súng nữa. Đó tầm khoảng gần 5 giờ chiều rồi. Gần 5 giờ chiều rồi thì tôi bảo tôi quay lại thì rất chi là nguy hiểm. Mà không biết là anh em còn sống người nào hoặc là anh nào chạy hướng nào, thì lúc đó rừng rậm cho nên mình chịu không làm sao mà coi như là mình nhớ được. Mà trong khi đó là mình là coi như là một mình ở trong rừng rồi, không biết lối nào mà lần hết. Mà các cái tọa độ cái là do chủ yếu là anh em đặc công người ta biết rõ hơn, cái việc thực hiện đi thôi. Chỉ là bảo là anh đi theo hướng đó và hướng tây bắc hoặc đông bắc, rồi cứ cắm địa bàn đi là đi từng nấc một, rồi anh nào đi đầu nhặt thì là anh khác lại thay ý đó. Cho nên là chúng tôi về cái phương hướng là tôi gần như là mờ thịt luôn,
mà không biết ở cái vị trí nào hết. Đấy. Thì tôi mới ngồi tôi nghĩ lại, thì tôi được đeo lên địa bàn 2 lần. Thì lần thứ hai là bị, thì tôi biết được rõ là coi như là đi hướng nào hướng nào, là tôi ăn án để tôi quay lại tôi trả lại cái vị trí đó, tôi trở về để tôi trở về. Thì lúc đó là tôi đi xa, tôi đi lệch sang bên hướng, tôi còn nhớ là coi như lúc đó chúng tôi đi hướng tây tích nam một tí. Thì tôi là phải quay mắt lại. Quay mắt là tôi đi xa ra khỏi một cây số, nó bắt đầu tôi quay mắt lại, tôi đi. Mà tôi đi thì trong người tôi là còn một thanh lương khô, lúc đó tôi đang còn nhai lương khô, cho nên tôi nhét vào túi luôn. Xuống để cầm một thanh lương khô nhai. Và một cái địa bàn, một khẩu AK. Coi như ba lô cũng tháo rồi, là tính là nghỉ ngơi để anh em là bắt đầu là chia từng mũi một bò vào. Tức là đi người chỉ súng với đạn với lựu đạn thôi. Lựu đạn tôi cũng tháo cái dây lưng to của tôi, có đeo lựu đạn, dao găm, bình tông là coi như là tôi tháo hết. Tháo cho thoải mái, nghỉ ngơi một tí. Thì tôi trong người tôi chỉ còn có nói là có một thanh lương khô và một khẩu AK và một cái la bàn. Đấy, chỉ có nói thôi. Thì tôi chạy ra khoảng, tôi đi ra khoảng cây số nữa, tết về hướng nam, tức là hướng Cô Công. Đấy, tôi đi tết hướng nam Cô Công, bắt đầu là tôi cắt quắt lại. Lúc tôi đi tây nam mà thì tôi phải quay quắt lại đông bắc. Tôi ngồi tôi tính chứ. Tôi đi. Đêm hôm đó là lần đầu tiên tôi ngủ đêm một mình ở trong rừng. Thì hôm đó là coi như tôi xuống cái khe. Xuống cái khe thì coi như là tôi tính là nằm trên cái tảng đá thiên lạnh. Thế bắt đầu là tôi mới chui một cái bụi cây. Tôi bẻ lá lại tôi nằm. Coi như là sáng mai thì coi như là vắt hắn biếu cho tôi đầy người. Vắt coi như là biếu tôi đầy người. Mà hôm đó nó thật mà hắn đặt. Ngủ thì coi như là sáng mai tôi bắt đầu là tôi tiếp tục tôi đi. Thì tôi đi hướng Tây Bắc. À hướng Đông Bắc. Thì tôi có la bàn mà. Thì tôi đi hướng Đông Bắc. Đi hướng Đông Bắc thì tôi cứ đó tôi đi thẳng. Tôi cầm địa bàn là tôi ngắm tôi đi. Nhưng mà có cái sai của tôi là la bàn đi nhưng anh phải có điểm đứng. Cái la bàn mà đi đó thì trước khi anh đi anh phải có một cái điểm đứng, tức là anh có một cái điểm cao hoặc một cái điểm A, điểm B gì đó thì anh mới xác định điểm đứng thì anh mới đi được la bàn. Đấy, tôi nói cho các đồng chí rõ đó, tức là khi đó là bản đồ và địa bàn phải kết hợp với nhau thì mới đi được. Anh đi khoảng 2 cây số, anh nghi ngờ anh đặt bản đồ xuống. Bản đồ bao giờ phía trên là phải đặt hướng bắc, hướng bắc. Cho nên là mình rồi bắt đầu mới đặt địa bàn thì mình đi với chính xác được. Đấy, tôi nói các đồng chí rõ, nói cái cách đi rừng đó. Thì tôi sai lầm những cái chỗ là coi như là tôi không có điểm đứng. Cho nên tôi đi lệch hướng quá nhiều. Tại vì tôi cứ đánh hướng đông bắc, lúc đó là coi như là tôi cũng không nghĩ đến. Đánh hướng đông bắc. Thì đánh hướng đông bắc thì coi như là chúng tôi đi là coi như là đi cả ngày cũng không thấy bờ bến mất, chỉ có thấy rừng rậm rừng sâu hết. Coi như gần như đi vòng quanh luôn, đi vòng tròn luôn. Tại vì mình đi không có điểm đứng mà, cho nên khó đi lắm. Thì tôi lúc đó bắt đầu là tôi thấy nản, xác định sẽ chết trong rừng mà không nghe tiếng súng tiếng đạn gì hết, tại vì chiến trường mà không nghe tiếng súng cho là xa đơn vị, xa tổ chiến đấu rất chi là xa, không nghe tiếng hỏa lực không gì hết, thấy im re, chỉ có khỉ với vượn với hót hót. Mà nguy hiểm nhất là ở trong đó là rắn độc, là rắn độc rồi vét. Vắt vét cắn. Thì cái ngày đầu tiên thì coi như là tôi cũng đến cái bờ suối đó. Thì tôi mới xác định là tôi bảo là bây giờ mà đi kiểu đi là không được. Bắt đầu là khi chúng tôi học á, là chúng tôi học là xác định những cái cây hắn mọc, tức là cái cây mà hắn tán về hướng đông nhiều á, thì cái cây mà hắn mọc, cây cao nó hắn mọc khi nào mà tán nhiều là hướng đông, tức là hướng mát mà. Hướng đông hoặc đông đông nam là hướng mát thì cái tán rất nhiều, hoặc là hắn chỉ ở xuống bờ khe bờ suối ấy, thì tán bao giờ cũng nằm hướng bờ suối bờ khe nhiều hơn. Đấy, là chúng tôi học như thế. Đêm á là phải nhìn sau. Đấy, nhìn sau thì sau hôm hoặc là sau mai gì đó, hoặc là đối với chúng tôi hắn gọi là chòm sao người lính nha. Thì chúng tôi học qua đó, nhưng mà nó thật là hôm đó coi như là hắn mây mù mịt hết trời đất trong rừng, cho nên không xác định được, mà chỉ xác định mấy cái cây thôi.
là hướng đông như thế nào để mình chỉnh mình đi thôi. Tức là đi một lúc thì mình nhìn thấy cái cây là thấy tán lá nhìn rồi. Nhưng mà khổ lắm, cái hướng mà hướng tán lá thì nhiều vô mình không để ý, ở dưới có suối có khe hắn có nước hắn bốc lên đó thì hắn lại lắm lá hơn, cho nên hắn rất khó với trong cái rừng rậm. Đấy. Thì trong quá trình chúng tôi đi á, thì nói thật mà nói là đụng đủ các loại thú rừng cũng có, loại như báo rồi hổ là cũng đụng, nghe rú gầm. Nhưng mình nghe rú gầm là mình một là mình phải tọt lên cây, mình định hướng lại, mình chờ hắn coi là hắn hú nước mù. Mà nói chung là bước đầu là sợ nhất là coi như là thấy run nhất vẫn là cái bầy vượn, bầy khỉ. Hắn đi cả bầy rồi bắt đầu mình hắn đụng mình là hắn la thét hú ầm lên này. Hắn hú ầm lên chứ mình bị càng kinh nữa. Thì tôi đi tới ngày thứ hai á, thì hôm đó tôi còn có thanh lương khô thì tôi ăn một nửa bánh, à một nửa miếng, tức là một nửa cái thanh đó, ăn để giữ sức. Giữ sức thì coi như là tôi đến ngày thứ hai là coi như là tôi xác định là nếu mà ngày thứ hai mà ăn nữa thì hết mất, mà không biết lúc mua mình ra cả thì phải để dành. Để dành thì bây giờ tôi mới nghĩ ra cách là coi như là ăn những cái quả rừng. Ăn quả rừng thì cái quả du ra lúc đó cũng có bắt đầu cái mùa du ra, nhưng mà lúc đó hắn chưa chín mà đang xanh. Cho nên ăn chua là không được, là càng cồn cào mình ruột thêm. Thế thì tôi với có hai thứ. Thứ nhất là cái quả chuối rừng, cái cây chuối rừng là tôi nhai cho đỡ. Cây chuối rừng thì nhai một cái quả chuối rừng hắn chín đó, thì ăn cho đỡ đi. Hắn có chất ngọt mà, thì hắn có sức khỏe. Cái thứ hai nữa là đào coi như là móc cái nọt của cái cây mốc. Nếu người dân tộc là tôi nói là người dân tộc người ta biết cái cây là cái mốc, cái đọt hết như cái đọt dừa, là tôi mới trèo lên rồi tôi bẻ tôi rút cái đọt ra tôi nhai. Tôi vừa nhai tôi vừa đi, vừa nhai đi thì tôi cứ đi mãi mà vẫn cứ thấy rừng rậm, tại vì từ đèo khỉ cho vô là rừng rậm mới nhiều, còn từ đèo khỉ trở ra là rừng cây dầu là chủ yếu. Tôi xác định là tôi khả năng là, một là tôi đi vô sang đất Thái, sang Thái, hai là tôi đi xuống Cô Công. Tôi đi thẳng xuống Cô Công. Bắt đầu là lúc đó tôi bắt đầu bất mãn, bất mãn tợn, mà lúc nó cảm thấy là mình xác định mình sẽ chết. thì coi như tôi cũng nghĩ là coi như cứ đi, hai đêm bốn đêm, mà thú rừng này, rồi là các thứ linh tinh là thấy rất nhiều nhưng mình có dám bắn không? Bắn sợ, sợ lộ, nghe tiếng súng khéo là bắt sống mình. Cho nên mình không biết là sang Thái hay là sang Trung Quốc cho nên không dám nổ súng. Nó xuống mình bắn những cái con thú nữa rồi cái cách mà làm lửa thì bọn tôi cũng biết. Ngày thứ ba là bắt đầu là tôi tính toàn cá sống. Tôi tính toàn còn cá sống á. Cá sống thì không dám bắn. Thì bắt đầu xuống suối, bắt đầu mò những cái hang khe núi. Những cái con nó nhỏ, cá nhỏ đó, con cá bóng, cá cua đó. Ăn nhưng mà vừa ăn miếng hắn tanh không phải ăn nốt được. Mửa luôn, lộn luôn. Là chịu thua luôn. Đấy. Thế từ đó thì được cứ dùng cái cây cái đọt cái móc với cái quả chuối rừng ạ. Còn cái cây chuối thì nhai cho cái dây dìu, gọi là cái cây dây chiều, nó có nước mà nhai cũng không dám uống nước suối, tại vì những thứ mà nước của trong cây là uống nó tăng lực cho mình, mà uống nước suối là hắn sẽ lã người ra, hắn trụng vời người hết ra luôn á. Mà càng ngày coi như đến tôi đi đến ngày thứ tư thứ năm là tôi thấy lũi rồi, lương khô cũng hết rồi, thấy lũi rồi. Thì tôi xác định là coi như là bây giờ là chỉ có bằng cách là tôi cũng trả với đỉnh đứng nè. Tôi cứ ngắm địa bàn tôi đi. Trên cái đỉnh núi thì tôi trèo lên cây cao để tôi xác định. Tại vì có cái chi giống cái chỗ mình đã đến chưa. Nhưng mà trong đường núi nói thật với các bạn là cái chi cũng, cái chỗ mồ cũng giống như mồ cả. Nhưng không thể xác định được. Mà anh không phải như là các cái địa hình nào đó mà rừng là chỉ có đàn rừng. Thấy cây không. Cho nên là thôi tụt xuống. Tụt xuống thì coi như là tôi đi phải đến ngày thứ 8 đó. Lúc đó là ngày thứ 8 thì tôi phát hiện được cây dầu. Tôi phát hiện được cây dầu. Mà lúc đó tôi áng áng là khả năng tôi sẽ chạm đến cái suối lớn đó. Tôi đi đến tôi chạm thấy cái suối lớn. Tôi mới nghĩ ra cách, tôi bảo bây giờ là mình cứ đè cái dòng nước nó chảy. Dòng nước nó chảy mình theo cái dòng nước mình coi là hát đi đến đâu, mà nước bao giờ hắn cũng chảy ra biển ý rồi đó. Nhưng mà theo nước thì núi cứ quanh co rồi thì đi lâu lắm. Tôi cũng đi một ngày,
Xong tôi xác định là không đi kiểu đó được. Mà đi đó thì không biết lúc nào mà ra được. Không biết lúc nào ra mà người thì càng ngày càng lúi dần rồi. Thì quyết định đi thẳng hướng. Đấy, cứ thẳng hướng, cứ nắm địa bàn đi thẳng hướng. Còn lúc đó coi như là cũng chán. Hướng cũng không tính nhưng mà coi như là tính ba bốn nước tính đi tính lại là đều sai hết. Cho nên tôi xác định đi thì tôi ra ngày thứ 8 tôi phát hiện được rừng cây dầu. Thì tôi bảo là nếu là rừng cây dầu thì không phải là biên giới đâu. Không phải gần Thái Lan đâu. Tại vì khi chúng tôi ở đầu khỉ lên là chỉ có thấy rừng rậm không thôi. Mà đi vô sâu bên dưới Thái Lan thì chỉ thấy rừng rậm không. Thì bắt đầu là tôi mới hé mở ra là coi như là có khả năng mình sẽ sống. Khả năng sẽ sống thì coi như là tôi mới, lúc đó bắt đầu là tôi quyết định. Tôi xuống suối tôi bắn cá. Rồi xuống suối tôi đánh cá thì bắn cá thì tôi mới bắn được 4-5 con ạ. Bắt đầu tôi mới tháo đạn ra. Tôi lấy cái thuốc ở trong súng đó, thuốc trong cá tốt đó. Bắt đầu tôi đánh lửa, cho cháy, tôi làm lửa. Tôi đánh lên lửa là bắt đầu được đống lửa. Lúc đó mình cái mẹ ăn lên bồn đến thì hắn chết thì chết, sống sống lộ, trả lộ. Bắt đầu tôi mới nướng cá tôi ăn. Nướng cá ăn thì coi như là phải có đến 6-7 con. Coi như là có 3 con tay thì tôi bắn được mà. Đấy, 3 con con ăn. Thì hắn bắt đầu tôi ngồi khoảng đến phải đến 4-5 tiếng cho hắn tỉnh đến hồi người lại. Tỉnh hồi người. Còn trong người tôi là coi như là hắn, tôi là rách đạt hết. Coi như hắn tè tôi mua hết. Quần áo là đạt bay hết. Hắn tè tôi mua hết quần áo. Bắt đầu tôi mới đi. Tôi lại tiếp tục tôi đi. Cái rừng dầu thường hắn bằng hơn là núi. Núi là hắn có rừng rậm. Tôi lao ra. Tôi đi thì lúc nó tôi đi chậm, lúc khoảng tôi đi chừng khoảng 6-7 cây số ngày thôi, 6-7 cây thôi. Tôi đi 3 ngày nữa, đi coi như là lọt ra đến cái khu vực coi như là ở gần, lúc đó là sau này tôi mới áng được là bên ngoài rô viên. Ngày thứ 13 thì có nghe tiếng động cơ chạy, nghe tiếng ô tô chạy, tôi bảo là thôi. Mình cứ theo cái tiếng ô tô ấy, mình đi coi, mình cứ đi thẳng thôi. Cho là Thái là gì mồ của không biết. Chính xác là không biết. Cứ đưa thẳng vô đường một coi. Thì vô đến đúng cái chỗ trục đường mình luôn. Ra đến trục đường mình luôn thì tôi mới nằm im đó. Tôi nằm im đó. Tôi chờ. Thì xe ăn chạy là buổi sáng á. Thì buổi chiều mới quay ra. Thì tôi ra và tôi quyết định được coi như là tôi đi bỏ sát vô cái đường. Tôi nằm cách đường khoảng mét. Tôi bẻ cây tôi che lại đó. Tôi nằm im nữa tôi quay rằng. Tôi chờ lúc thì bắt đầu là xe tống chạy ra. Lúc đó bắt đầu là người có thấy mờ dần rồi. Xác định là người lúc đó coi như là hắn cái kiểu mì coi như là hắn không chuẩn nó đi cứ thấy hắn chú trụi xuống hắn ngã sắp xuống. Mà cứ thấy mơ mơ màng màng rồi. Mơ mơ màng màng rồi. Thì tôi nghe tiếng động cơ xe tống chạy ra. Đấy, thì tôi nằm sát đường luôn. Coi như là xe hắn vừa đến nơi tôi lao như ấy tôi lao thẳng ra đường tôi nằm luôn. Tôi bất tỉnh luôn. Tôi lúc đó là coi như là có xác nhưng không có hồn. Coi như không biết cái gì mà tôi cố tình tôi rướng đang tôi lao thì họ thấy. Thì đi sang ngày thứ 14 nữa rồi. Anh em bế tôi lên xe là không, tôi không biết cái gì cả. Tôi bất tỉnh không biết gì cả. Mà họ có cấp cứu hay không, họ có xoa bóp hay không tôi không biết đâu. Coi như không biết cái gì cả. Nhưng mà khi tôi tỉnh dậy là tôi đang nằm ở viện Lách. Tôi là viện sư đoàn. Thì trong quá trình chúng tôi bị lạc đó thì sau này tôi về á thì các cái đồng chí mà đi với tôi á thì sau này mãi đến sau tôi về đây thì tôi mới biết cách đây năm ngoái có một người đang còn sống về, ông ấy tên là ông Dũng. Tức là anh Dũng đó là cùng đi trinh sát với anh đợt đó. Cùng đi trinh sát mà ông nó là người miền Nam, tức là người Cửu Long. Thì về coi như là về được đơn vị, về được đơn vị nhưng mà lại ở bên công binh sư đoàn, sang bên công binh sư đoàn mà tôi được mới biết đây thôi. Mấy đồng chí đặc công á thì tôi hoàn toàn không biết. Ý lý do là các ông nữa là có khả năng, theo tôi nghĩ là tôi mà về được thì các ông có khả năng cũng về được. Là mấy ông là bên đặc công mà, cho nên các ông đi luồn rừng, các ông học rất giỏi về cái vấn đề coi như là đi rừng. Không biết gì thông tin về các ông hết. Mà mấy ông là thuộc đặc công bộ. Đấy,
còn biết rõ là tôi gặp được ông Dũng. Thì ông trở về đơn vị thì ông lại sang công binh của sư đoàn. Cho nên cũng không về đại đội nữa. À, không về đại đội, không về tiểu đoàn nữa. Thì tôi nằm ở bệnh viện Lất á, thì khoảng không đầy 20 ngày, 18 ngày là tôi khỏe. Tôi mới xin quay lại đơn vị. Tôi theo xe tôi có xin lại quay đơn vị. Thì mấy ông bác sĩ bảo thôi thì ông ở lại nó vài ngày vẫn khỏe, bảo tôi ở đây tôi chán, tôi quay lại đơn vị. Tức cho chúng tôi không có liên lạc nữa, là người ta thông báo ngay lập tức. Tại vì cấp trên là khi đi là có máy bộ đàm mà. Là có máy hết, máy móc đầy đủ hết, bản đồ máy bằng hoàng. Coi như mất liên lạc người ta thông báo luôn, mất tích luôn. Mất tích được lúc đó đấy. Cho nên là xác định là chúng tôi đi là coi như là bị tiêu diệt hết. Tiêu diệt hết. Và chắc chắn là anh em lạc là cũng không mang được máy mà. Tại vì khi đó tôi nhìn bao quát là khi anh em chúng tôi tập trung lại đó, là coi như đều cởi hết đồ hết à. Đấy, để bắt đầu chuẩn bị dỡ bản đồ ra để xác định đó. Thì để bố trí từng mũi vào để bò vào đó. Thì đánh luôn, địch đánh luôn. Cho nên là máy có khả năng cũng văng luôn. Coi như bỏ máy chạy luôn. Xe hắn vào đến chân dầu khỉ. Hắn không chở được nữa. Mà sẽ dừng lại chân dầu khỉ để cho anh em tải bộ vào cái trung đoàn, cái trung đoàn 14 với mấy cái bộ phận trung đoàn 10 khi đó đang nằm ở trong biên giới. Và chúng tôi có một số là rút ra ngoài đây bảo vệ. Thì hắn nằm ở chân dầu khỉ để một số chủ yếu là đầu tiên hắn bỏ gạo là chủ yếu. Sau hắn mới bỏ đạn, mà từ sau hắn mới có đạn. Đấy có. Thì coi như là tôi bám theo xe về đến chân dầu khỉ. Thì ở đó có một cái kho đó thì cũng lớn lớn đó, hay cũng 4-5 dãy nhà lớn để coi như người ta đặt đó, để cho anh em tải dần vào. Thì tôi về, tôi coi như là về từ chỗ xe ăn đổ đến chỗ tôi có khoảng 2 cây số thôi, cho nên tôi đi bộ về thì coi như về đến nơi là coi như anh em đều ngớ người rồi, chạy hết ra, rồi tôi tưởng chết. Hôm đó coi như liên hoan coi như là tôi sống sót trở về. Sống sót trở về thì ngồi anh em bảo thật công nhận là cái viện, công nhận là mì có ông bà phù hộ. Anh em phù hộ. Thì nói thật với các bạn như này, ở trong rừng ở chỗ chúng tôi á, thì cái việc mà lạc rừng hoặc là những cái thứ đó là hắn xảy ra như thường xuyên, sơ suất cái là lạc ngay lập tức luôn. Tại vì rừng hắn rậm lắm. Mà tôi ra khỏi một cây số rồi, nhưng mà nói thật mà nói là tôi còn không xác định được hướng này. Đi mỏi hết. Trong người tôi có la bàn, nhưng mà la bàn cũng không thể đi được. Nếu không có điểm đứng, chịu. Cái vụ việc của tôi là nó nói như các đồng chí là còn mày huyệt khổ.